Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Clip này tiếp tục em sẽ lên cho mọi người những mã áo phao siêu phẩm nha mọi người. Rồi, tất cả những cái thông tin thông số của sản phẩm bên em vẫn sẽ đo đạc một cách cực kỳ chính xác và gửi tới cho mọi người ở bên phía góc màn hình đây. Chúng ta sẽ có gồm chiều dài áo, chiều ngang của áo và tất cả những cái sản phẩm bên em đều khui ở kiện Nhật ra cho mọi người. Những cái sản phẩm này bao chính hãng cho mọi người và mọi người nhận hàng vẫn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Đầu tiên mà S1 em lên cho mọi người một con áo ghi lê, một con áo phao lông vũ nha. Con này thì em tư vấn cho mọi người tầm size S thôi. Con này anh nào mà từ 50 cho tới 55 cân mặc cho em. 50 cho tới 55 cân nha. Con này em 72 cân thì không thể đóng cúc luôn nha. Nó rất là, nó khá là nhỏ. Con này tầm size S thôi. Và đặc biệt con này là một con áo ghi lê phao lông vũ mọi người có thể mặc ở hai mặt nha. Màu xanh và màu đỏ. Đây ạ, con này là hàng của Nhật nha mọi người. Con này hàng của Nhật, một con ghi lê rất là đẹp. Anh nào mà size S 50 cho tới 55 cân lấy cho em. Con này cực kỳ giá trị luôn. Và một con phao như thế này, bên em bán cho mọi người chỉ có 260.000 thôi. Đây, một sản phẩm của thằng Phoenix. Chúng ta sẽ có tem chính hãng của Nhật Bản, nó sẽ nằm ở trong túi áo nha. Con này hai mặt cực kỳ giá trị ạ. Đây, tem cốt thông tin của nó đây nha. Đây là hàng của Nhật, mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng thì 260.000. Không mua ở đâu được ra một sản phẩm như thế này đâu nha mọi người. Chắc chắn với mọi người luôn. Rồi, mã S2 em lên cho mọi người một con ghi lê. Con này chất chất gió nha. Con này chất gió thể thao hai lớp của nhà Adidas. Phía trước là hai lớp nha, còn phía sau là một lớp. Áo gió thể thao của Adidas Gop ạ. Con này độ mới cũng rất là cao. À, con này áo trồng cổ rồi, con này áo trồng cổ nhập. Đây, nó sẽ có một cái zip nửa áo như thế này nha mọi người. Phối màu nâu kết hợp cùng với trắng này. Chúng ta sẽ có tem của Adidas ở đây, tem Adidas Gop nha. Và đây là tem chính hãng của nó này. Con này em tư vấn cho mọi người là từ 70 cho tới 75 cân cho em. Con ghi lê này 70 cho tới 75 cân, hàng chơi gốc của Adidas, áo ghi lê, độ mới hoàn hảo nha. Chúng ta có hai cái túi hai bên, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Rất là giá trị, một con áo rất là giá trị nha. Tem của nó là tem Adidas Nhật Bản luôn. Mọi người cứ yên tâm, hàng chính hãng 100%. Cam kết hàng chính hãng trọn đời. Tiếp theo em có một con Da Hui nha. Con này tên hơi lạ một chút nhưng nó là hàng của Mỹ đấy ạ. Đây. Nó là cái gì Hawaii ở Mỹ hay sao ạ? Tem của nó cũng là tem Nhật nha. Cái dòng này thì nó khá là lâu đời rồi, Mới kiếm được một cái con như thế này nha. Tem của nó là hoàn toàn là tem Nhật, độ mới thì hoàn hảo luôn. Đây nó cũng gọi là hàng cổ, hàng hiếm nha mọi người. Cái thương hiệu này thì nó đã đóng cửa và không sản xuất lâu lắm rồi ạ. Nó không có sản xuất thêm sản phẩm nào nữa đâu. Chúng ta chỉ có mua được ở hàng Phi thôi, ở kiện Nhật ra thôi. Rồi, con này em tư vấn cho mọi người là từ 70 cho tới 75 cân mặc con này cho em. 70 cho tới 75 cân mặc con này cho em nha. Một con áo ghi lê phao cực kỳ đẹp luôn. Mới cao, con này hàng hiếm nha mọi người. Phối màu rất là đẹp luôn. Logo của nó thêu ở trước ngực ạ. Con này hàng hiếm. Hàng cực kỳ hiếm luôn. Đây. Con này made in Hawaii này. Đẹp lắm ạ. Phao rất là mới nha, con này phao siêu mới luôn. Mọi người mặc vào mùa đông cho em, bên trong mặc một chiếc áo len, rất là thời trang, rất là đẳng cấp. Tiếp theo em có một con ghi lê phao này, con ghi lê phao cũng rất là đẹp, con này phao lông vũ luôn nha. Rồi em sẽ lên form cho mọi người xem, tất cả những sản phẩm này em phải lên form cho mọi người. Hiện tại là em 1m72, nặng 72 cân, mọi người có thể xem em lên form áo để mình tham khảo về cái chiều cao cân nặng của sản phẩm nha. Còn bên em vẫn sẽ đo đạc thông tin thông số chi tiết cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm. Rồi em có con ghi lê phao. Phối màu cũng rất là đẹp ạ. Đây, con này em tư vấn cho mọi người 70 cho tới 75 cân. Em 72 cân mặc rất là đẹp. Anh nào 70 cho tới 72 cân lấy ngay con này cho em nha. Đây, những cái múi phao nó làm đẹp chưa này. Rất là mềm, chất rất là mềm mịn. Và con này đặc biệt mọi người cũng có thể mặc được hai mặt nha. Đây. Hay chưa? Mọi người mua một con áo thì mọi người mua một được hai là đây nha. Mua một được hai. Mặt này thì nó chỉ có một màu thôi. Đó, mua một được hai nha. Con này mã của nó là mã S4. Và tất nhiên là tem cốt của nó thì cũng nằm ở trong túi nha. Để tìm cái này. Mà thôi, mất thời gian lắm, mọi người phải tự tìm nha. Tem cốt ở trong túi ạ. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người một con siêu phẩm nha. Một con siêu phẩm áo ghi lê. Đây. Đây. Con này không có gì để chê luôn. Con này phải nói là cực phẩm. Hình như con này cũng mặc được hai mặt nha mọi người. Đúng rồi, chuẩn rồi. Con này mặc được hai mặt luôn. Con này em không giới thiệu nhiều luôn. Không giới thiệu nhiều đâu nha. Em chỉ lên form cho mọi người xem.
Bởi vì chắc chắn 100 khách giao quần áo này cho 100 người là chắc chắn 99 người thích. Này. Chất của nó cực kỳ dày dặn luôn. Con này nó nặng phải gần 2 cân nha. Gần 2 cân. Đẹp chưa? Cái múi này. Con này em tư vấn cho mọi người là từ 70 cho tới 75 cân, cao 1m68 đổ lại nha. Em 1m72 thì mặc nó cũng khá là vừa vặn, nhưng nó hơi ngắn một chút. Nhưng mà áo ghi lê mọi người mặc ngắn một chút thì vẫn rất là ok, không ảnh hưởng gì đâu. Con này không giới thiệu nhiều, em chỉ lên form cho mọi người xem thôi. Mọi người về mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha. Và chắc chắn con này nếu mà em giao cho 100 khách thì 99 khách người ta sẽ hài lòng. Đây, phía trong nó màu đen như thế này. Và một sản phẩm như thế này em bán giá bao nhiêu? Hơn 300 nghìn. Hơn 300 nghìn thôi ạ. Chính xác là 350. Cực kỳ rẻ luôn. Mọi người nhận hàng đi. Con đấy em sẽ không giới thiệu nữa. Tiếp theo này, em có một sản phẩm của Cinema Size L. Hàng của Nhật, tem của Nhật. Một con áo phao ghi lê nha. Cái múi phao của nó cũng rất là đẹp. Con này em tư vấn cho mọi người là từ 60 cho tới 70 cân. 60 cho tới 70 cân nha. Cao 1m68 độ lại. Em mặc không phải nó ngắn đâu nha, bởi vì con áo ở bên trong em mặc nó là size XL, bởi vì em mặc size L. Nhưng mà em mặc cái áo size XL nên cái áo nhìn nó hơi dài, chứ không phải là con áo này nó ngắn đâu nha. Mọi người đừng quan tâm tới cái áo bên trong em mặc nha. Rồi, con này em tư vấn cho mọi người là 60 cho tới 70 cân, cao 1m68 độ lại nha. Áo ghi lê thì mọi người nên mặc nó ngắn lại một chút, còn áo ghi lê mà mặc dài nó sẽ rất là xấu, nó mất hết cái form của áo ghi lê nha. Tiếp theo là một con áo ghi lê phao của Nhật Bản luôn, màu đen, mũi phao cũng rất là đẹp. Mũi phao hình thoi nó rất là đẹp nha. Đây, em mặc lên người cho mọi người xem ạ. Màu đen, mũi phao rất là đẹp. Và con này bán cho mọi người cũng chỉ 260.000 thôi. Mọi người cứ yên tâm, hàng phao của bên nhà em, hàng cái loại best nhất cũng phải là hàng của nội địa Nhật nhé. Còn những cái thương hiệu lớn như này thì Adidas đồ nó xoay thì mình không có nói đến. Chắc chắn mọi người bỏ ra một cái số tiền, ví dụ 250, 260 mọi người mua một cái sản phẩm như thế này, mọi người không bao giờ lỗ được, không bao giờ lỗ được nha. Còn tất cả những cái sản phẩm bên em mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mọi người cảm thấy một cái sản phẩm như thế này, mọi người bỏ ra với cái số tiền như thế, nó hợp lý, với cái chất lượng thì mọi người lấy. Tiếp theo em có một con bomber phối màu này, phối màu xanh rêu đậm nha. Một con bomber phối màu xanh rêu đậm. Con này nó tầm size M cho em nha, size M. Cân nặng thì từ 60 cho tới 70 cân, nhưng phải cao dưới 1m7 nha. Em 1m72 thì mặc con này nó hơi bị ngắn một chút. Con này anh nào mà 60-70 cân, cao 1m65 cho tới 1m68 mặc là đẹp nhất này. Bomber, tất nhiên rồi, cái form bomber thì mọi người cũng phải mặc nó hơi ngắn một chút thì nó mới ra cái form áo của bomber nha. Con này bán bao nhiêu? Bán 380.000 thôi. Con bomber rất là đẹp. Tiếp theo em có một con bomber lót cam này, giống cái dòng bomber của mấy thằng Mỹ nó hay làm cho phi công ấy. Rồi, con này bomber màu đen, khóa là khóa đồng màu vàng này. Con này em tư vấn cho mọi người cân nặng là từ 60 cho tới 70 cân, cũng cao dưới 1m68 cho em. Chuẩn nhất là 60 cho tới 70 cân, cao 1m65, nó sẽ ra một cái form cực kỳ đẹp. Tất nhiên bomber thì mặc hơi ngắn một chút, em 1m72, kể cả em mặc cái con bomber này vẫn rất là đẹp. Bomber mọi người phải mặc ngắn như thế này thì form nó mới đẹp nha. Còn size của nó thì em sẽ thông báo size chính xác cho mọi người. Những con bomber ở túi nó sẽ phối một cái túi như thế này. Ở cánh tay nó sẽ phối cho mọi người một cái túi như thế này. Form bomber rất là đẹp, màu đen nha. Bò chun rất là dày dặn, bò chun ở tay áo rất là dày dặn. Đây, phía bên trong của nó đây. Một con bomber cực kỳ chất lượng nha. Và bomber mọi người mua mới thì giá nó cũng rất là cao. Mã số 9 có đầy tầm size L cho em, size L. Mã số 10 thì tiếp tục em có một con bomber màu xanh rêu này. Bomber màu xanh rêu. Lót bên trong cũng là lót màu cam luôn. Con này nó tầm size S, size M cho em nha. Size S, size M. 60 cho tới 68 cân. Cao 1m65 cho em. Con này phải cao 1m65 thôi. Cao hơn 1m65 mà nó sẽ rất bị ngắn nha. Con này nó tầm size S, size M. Anh nào mà 1m65, nặng 60 cho tới 70 cân lấy cho em con này. Một con bomber. Form rất là đẹp. Trên tay áo nó cũng có túi nha. Hầu hết các dòng bomber thì trên áo nó phải có túi như thế này thì mới gọi là chuẩn bomber nha. Màu xanh rêu rất là đẹp luôn. Mã số 10. 11 tiêm lên cho mọi người một sản phẩm của thằng Fila này. Con này áo gió và áo gió lót nỉ nhá. Áo gió lót nỉ thì mặc nó cũng rất là ấm đấy ạ. Nó rất là ấm nhá. Con này thì nó tầm size S, size M thôi. Con này chuẩn size là size M. 55 cho tới 60 cân cho em. 55 cho tới 60 cân.
65 cân, anh nào mà 65 cân thì bụng phải nhỏ nha. Con này chuẩn size là 55 cho tới 60 cân. Một con Fila áo gió lót lỉ bên trong. Con này là mũ liền, mũ không thể tháo rời được ạ. Logo Fila thêm 100% ở đây. Tay nó cũng dọc một cái chữ Fila ở đây. Đẹp, độ mới cao nha. Con này size M cho em, 55 cho tới 60 cân. Đây, Fila chính hãng. Tiếp theo em có một con Puma này, con áo phao, phao này là phao phao trần bông nha, chứ không phải phao lông vũ đâu, phao trần bông nha mọi người, phao trần bông của Fila. Con này thì tầm size S thôi, con này em tư vấn cho mọi người từ 50 cho tới 55 cân thôi ạ, 50 cho tới 55 cân nha, anh nào size S lấy cho em, 50 cho tới 55 cân. Đây, con báo của Puma nó được dập bằng ép nhiệt cực kỳ chắc chắn ở đây nha, những cái múi phao của nó làm cũng rất là đẹp, con này phao trần bông thôi chứ không phải phao lông vũ đâu. Con Puma này độ mới cao nha, không lỗi lầm gì đâu. Con này bán cho mọi người là 380.000 thôi. Tiếp theo em có một con Puma nha, con này cũng là con Puma áo gió nỉ nha. Nó bên trong ở cái lớp giữa nó cũng trần cho mọi người một cái lớp bông, một cái lớp nỉ nha. Cái chất của nó cũng khá là dày dặn, mọi người có thể mặc trong mùa đông cho. Con áo này thì bên ngoài bên ngoài mọi người mặc bên ngoài, bên trong mặc cho em một con áo thun cũng được, là nó đủ ấm rồi. Vì cái chất nó cũng rất là dày. Con này em tư vấn cho mọi người là 70 cho tới 73 cân, cao 1m72 đổ lại, logo Puma theo này. Con này phối màu đen cùng với xanh lá, phối màu cũng rất là đẹp. Logo theo 100% ạ. À, con này mọi người lưu ý giúp em, nó có một cái lỗi rất là nhỏ nhé. Một lỗi rất là nhỏ thôi. Nó bị tàn thuốc, nó rơi vào một cái chấm rất là nhỏ bằng cái đầu kim thôi. Đây. Nói chung mọi người nhìn nó sẽ không thấy được đâu, mọi người nhìn trên video sẽ không thấy được đâu. Và mọi người mặc cũng không ai thấy được đâu, nhưng mà nó có lỗi nhỏ thì em vẫn phải báo cho mọi người nhé. Đây đôi khi cũng chẳng gọi là lỗi đâu, nó chỉ bị cái lớp ngoài đúng một chấm nhỏ bằng cái đầu tăm thôi, không ảnh hưởng gì. Và con này bên em cũng bán sale cho mọi người là 300.000 thôi, lỗi nhỏ không phải báo nhé. Và mọi người lưu ý giúp em nha, mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên mọi người hãy kiểm tra hàng thật kỹ trước khi thanh toán giúp em nha. Bởi vì bên em đã dành tất cả những cái quyền lợi cho khách hàng rồi. Thứ nhất, khi mọi người đã mua một đơn hàng của bên em trở lên, đã nhận một đơn hàng của bên em trở lên rồi, thì những cái đơn hàng về sau bên em sẽ ship code, không cần phải cọc tiếp gì hết ạ. Rồi. Và cái việc kiểm hàng ấy, thì em rất mong nếu mọi người là người đặt hàng thì mọi người hãy là người nhận hàng và kiểm hàng thật kỹ cho em trước khi mình thanh toán nha. Rồi, tiếp theo em có một con The North Face áo phao nha. Con The North Face áo phao. Con này thì áo phao trần bông thôi chứ không phải lông vũ đâu. Con này áo phao trần bông luôn. Hàng của The North Face chính hãng, áo phao cực kỳ đẹp luôn, chất cực kỳ dày dặn nha. Để kiểm tra lại xem có phải là lông vũ không. Tại vì nếu mọi người không có kinh nghiệm mình sờ rất dễ bị nhầm giữa trần bông và lông vũ nha. Con này là hàng chính hãng của The North Face. Logo của The North Face theo rất là đẹp ở đây này, hàng chính hãng 100%. Tem của nó là tem The North Face của Nhật Bản nhé. Tem The North Face của Nhật này. Con này về tổng thể độ mới rất là cao, nhưng nó cũng có một cái lỗi rất là nhỏ thôi. Lỗi cực kỳ nhỏ thôi. Là, để em xem này. À, nó có một vết bẩn rất là nhỏ ở đây này. Nó có một cái vết bẩn ở đây nha, không phải là vết, nó cứ giống như là cái vết vết bẩn bụi ấy, mọi người về tự tẩy cho em nha. Con này cũng bán giá sale cho mọi người luôn, nó có vết bẩn thì bên em sẽ bán giá rẻ nha. Con này thường bên em một con The North Face như thế này bên em bán phải 6%, ngày hôm nay bán cho mọi người 430.000 thôi. Lỗi rất là nhỏ, về tự giặt được nhé, mọi người mà giặt được cái vết đấy ra thì nó thành một con áo hoàn hảo ấy. Và cái vết bẩn ấy không phải vết bẩn, nó sáng màu, vết kiểu nó vết nó thâm thâm, nó nâu nâu, nhỏ nhỏ, không ảnh hưởng đâu. Nhưng mà bên em mới phải báo cho mọi người. Tiếp theo này, em có một con áo phao, con này có phao trần bông, không phải phao lông vũ nha. Mọi người lưu ý giúp em, cái con The North Face này này, em chưa xác định được cái chất phao của nó đâu, thì em sẽ báo là phao trần bông nha, nhưng có thể nó vẫn có thể là phao lông vũ nha. Tại vì nó làm rất, cái mũi phao nó làm mình rất khó xác định được. Tiếp theo này, em có một con hàng của thằng Nhật Bản này. Con này em tư vấn cho mọi người là từ 70 cho tới 75 cân, đẹp nhất là 75 cân nha. Em 72 cân thì mặc nó vẫn rất là đẹp thôi, nhưng mà chuẩn size nhất là 75 cân, cao trên 1m7 cho em. Con này cũng tầm size L thôi, hàng của Nhật Bản. Tem cốt là tem cốt của Nhật. Hàng phao của bên em thì bét nhất cũng phải là hàng nội địa của Nhật nha. Đây, ở ngực thì nó tiêu cho mọi người một con polo. Logo nó giống của polo nhưng nó không phải có polo đâu. Con này polo nội địa của Nhật thôi. Con này là phao trần bông nha, chất cực kỳ dày dặn, độ mới cao. Tem là tem của Hàn Quốc,
À quên, tem là tem của Nhật nhé. Có túi trong, túi trong đầy đủ cho mọi người. Phao trần bông cực kỳ dày dặn nha. Con này mũ có thể tháo rời cho em, mũ hoàn toàn có thể tháo rời nha. Độ mới cũng cực kỳ tuyệt vời luôn. Ở phía phần cổ áo này, bên trong áo nó cũng lót lỉ cho mọi người luôn, vừa trần bông vừa lót lỉ, cực kỳ ấm, cực kỳ chất lượng những cái sản phẩm của Nhật Bản. Thực ra có những cái con hàng mà nó hàng nội địa của Nhật thực sự mọi người phải sử dụng cơ, mọi người sẽ thấy cái chất lượng nó còn ăn đứt cả mấy cái thằng hàng hiệu luôn ạ. Từ cái chất liệu, từ cái thiết kế, cái đường may mũi chị và cả về cái độ bền nữa. Rồi tiếp theo có một con nội địa của Nhật luôn, những cái sản phẩm này nó không có bán qua nước ngoài thì khui kiện Nhật ra thì nó mới có. Bên em thì chỉ có khui kiện Nhật thôi, không bao giờ khui kiện Hàn đâu. Rồi một con áo này là áo, cái chất phía ngoài của nó giống như là chất dạ nhé, một con áo khoác, áo khoác dạ này, nhưng mà cái chất nó cực kỳ dày dặn, nó khó trần bông cho mọi người ở phía trong, nó cực kỳ dày dặn cho mọi người luôn. Độ mới con này là hoàn hảo luôn nha, cực kỳ dày dặn luôn, nó giống như một chiếc áo phao, nhưng con này chất ngoài là chất dạ này, đẹp chưa, đẹp lắm ạ. Con này mới lắm, con này anh nào mà 68-72 cân bằng cân nặng của em, chiều cao của em thì mặc vừa khít luôn. Con này nó có mũ và mũ hoàn toàn có thể tháo rời nhé, mọi người không dùng mũ thì mọi người tháo nó ra. Con này đặc biệt nó còn nguyên tem mạc luôn, nguyên tem mạc chính hãng của nó đây nhá, cực kỳ đẹp phải không? À không, không không phải, con này là cái tem, tem của nó là tem nó bán bên cái cửa hàng second hand ở bên Nhật ấy. Ở cái cửa hàng second hand bên Nhật nó đã bán với giá là 1.650 yên rồi. Đây không phải là tem chính hãng của nó, em nhầm nhé, sorry mọi người. Tiếp theo này, mã tiếp theo em lên cho mọi người một con hàng hiệu này, con Tommy Hilfiger nhé, một con Tommy, con áo phao, con này phao lông vũ của Tommy luôn ạ. À, đây chúng ta sẽ có tem của Tommy, con này size hơi lớn một chút, anh nào mà size lớn lấy ngay con này cho em. Nó có cái logo Tommy ở phía sau gáy này, hàng chính hãng của Tommy. Con này có mũ và mũ hoàn toàn có thể tháo rời, con này size nó hơi lớn một chút, size là đại luôn đó, size nó là size L nhưng mà size L của Âu. Con này phải 90-100 kg, con này 90-100 kg cho em. Anh nào mà 85 kg vẫn có thể bon chen, mình vẫn có thể mặc vào cái form kiểu như form áo phao béo ấy. Và thực sự con áo phao béo này nó cực kỳ giá trị bởi vì nó là hàng của Tommy Hilfiger. Con này em tư vấn cho mọi người phải trên 90 kg nha, phải trên 90 kg mà cho em. Anh nào mà thích phao mặc form rộng một chút thì 85 kg vẫn có thể bon chen. Anh nào mà 85 kg mà bụng siêu bự luôn ấy. Một con Tommy chính hãng em 72 kg thì mặc nó giống như là bơi trong áo rồi. Con này phải trên 90 kg mặc mới đẹp cho em nha, 90-100 kg. Một con Tommy áo phao béo cực kỳ đẹp luôn, đẹp thế nhỉ, con này mà nhỏ nhỏ tí thì đẹp. Tiếp theo có một con Uniqlo, áo phao của Uniqlo nha, con này là phao trần bông Uniqlo màu xanh rêu, phối màu phải nói là phối màu quốc dân rồi, phối màu xanh rêu, phối màu quốc dân rồi. Trên thông số nó để là size XL, con này em tư vấn cho mọi người là 70 cho tới 75 cân thôi. Còn anh nào mà 80 cân thì mặc em nghĩ là nó sẽ bị bó ấy. Bởi vì em 72 cân nhưng mặc nó rất là vừa vặn rồi. Áo phao em thích mặc nó hơi rộng rộng một chút thì nó mới ra cái form đẹp của áo phao này. Con này nó có mũ nhưng mà mũ liền nha, màu xanh rêu quốc dân. Độ mới là 99.99%. Rất mới, con này thì rất mới nha. Áo phao béo đấy ạ. Con này nó mà con này chất nó trần bông rồi, trần bông rồi. Nhưng cũng rất có thể nó là lông vũ nha. Nhưng mà bên em sẽ bán theo cái mức giá là giá của áo phao trần bông nha. Còn mọi người về mà phát hiện ra nó là lông vũ thì mọi người lại lời thêm rất là nhiều. Để kiểm tra lại cho chắc. Con này phao trần bông bởi vì sờ cái chất liệu nó không có được giống lông vũ cho lắm. Con này độ mới là 99.99% luôn. Tức là mới, hàng chính hãng của Uniqlo Nhật Bản. Tem của nó là tem đen luôn. Con này 70-75 cân mặc là đẹp nhất cho em. Thôi nó trần gì thì kệ đi, tính sau. Tiếp theo này, em vẫn có một sản phẩm của Uniqlo, vẫn là một con áo phao béo này, cực kỳ dày dặn, cực kỳ đẹp luôn. Nghĩ con này mọi người mua ở hãng thì nó phải trên 2 triệu, trên 2 triệu là rẻ nha. Bởi vì thường mọi người mua một con áo phao của thằng Quảng Châu Trung Quốc hay là của thằng Việt Nam xuất khẩu thì giá nó cũng 700-800 thì mọi người mới mua được một con áo phao chất lượng nha. Đẹp. Em mối phao của nó cực kỳ dày dặn nha, một con áo phao của Uniqlo. Con này em sẽ bán với cái mức giá là giá của phao trần bông chứ không phải giá của phao lông vũ nha. Đẹp.
bên trong nó cũng có túi cho mọi người. Con này cũng mới 99.99% luôn. Con này đặc biệt hay một cái nha. Mọi người có thể biến con áo khoác này thành một con áo ghi lê nha. Đây. Và tay áo nó có những cái zip, những cái khóa kéo này, mọi người muốn biến nó thành một chiếc áo ghi lê thì mọi người tháo hai cái tay ra. Phối cực kỳ đẹp. Mũ này mũ có thể tháo rồi, anh nào mà không thích mũ lông thì tháo ra nha. Đẹp lắm ạ. Có con này bán bao nhiêu? Có 550. 550. Nói chung từ giờ đến hết mùa đông ở nhà em ngày nào cũng phao hàng, khui hàng áo dép cho mọi người nhé. Tập trung vào bán đồ đông. Năm nay thấy dự báo thời tiết là nó sẽ rất là lạnh, nó sẽ rất là lạnh nhé. Nó lạnh muộn nhưng mà nó sẽ lạnh rất là sâu. Tiếp theo em có một sản phẩm của thằng Umbro. Logo của Umbro đấy ạ. Một thương hiệu cũng cực kỳ nổi tiếng và đắt đỏ đấy ạ. Đây, con này phối màu đỏ đen. Con này em tư vấn cho mọi người là từ 60 cho tới 68 cân. 60 cho tới 68 cân, cao dưới 1m7 mặc ngay cho em con này nhé. Đẹp lắm ạ. Con này nó có mũ này, và mũ là mũ rời, mọi người không thích dùng mũ người tháo ngay ra cho em nha. Umbro, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và lâu đời, nó chuyên tài trợ cho những cái giải đấu thể thao, những cái thương hiệu, những cái câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới. Đẹp lắm ạ, độ mới rất là cao. Hàng Umbro thì nó cũng khá là hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Umbro là một thương hiệu em nhớ không nhầm là của Anh Quốc nhé. Con này mã 20 nha. Umbro, logo theo 100%. Đây, anh nào mà thích một cái sự của nó gọi là bóng bẩy hoặc là một cái sự ngầu đấy ạ. Lấy ngay con phao này cho em. Độ mới của nó phải nói là sáng chói luôn, như mới luôn. Và con này nó chống nước được nha. Con này cái vải này nó chống nước được đấy, chống nước nha. Con này mọi người đi mưa được cho em, nó sẽ không, nước nó sẽ ngấm, không ngấm được vào trong đâu. Nếu mọi người đi mưa nó mưa tầm trung thôi, còn mưa rào mưa bão thì em chưa biết. Con này cổ nó có trần cho mọi người một cái lớp lông cực kỳ ấm luôn. Và lông này là lông cực kỳ cao cấp nha. Cái lông mà mọi người nó không cao cấp, nó làm bằng, nó làm từ polyester hay là polymer, nó cọ vào cổ thì nó sẽ rất là ngứa, nó gây ra cảm giác khó chịu. Nhưng lông những cái sản phẩm như thế này mọi người trà lên mặt nó như một chiếc khăn mặt luôn, đẹp lắm, rất là mềm, độ mới cao. Con này anh nào mà bằng cân nặng thì em lấy ngay cho em. Cao 1m72, nặng 72 cân, siêu đẹp luôn, cực kỳ dày dặn nha, cực kỳ dày dặn. Đây, cái lông ở cổ nó đây này, nó rất là mịn. Tiếp theo này em có một con bờ, một sản phẩm áo cao chính hãng và thằng còn vợt. Con này nó cũng là nằm ở cái lô lần trước, tại vì hàng khao nhà em lên sản phẩm nào nó gần như bán hết cái lô đấy nha, chứ không có để hàng tồn lại đâu. Con này là một trong những con ngoại lệ, bởi vì cũng có khách người ta đặt nhưng mà người ta không có lấy, người ta đổi qua mã sản phẩm khác thì bên em cũng phải lên lại, vì con này cũng có rất nhiều người hỏi này. Màu đỏ mận, màu cực kỳ đẹp. Cái phao của nó là phao hình thoi nha, cái phối của nó, phối phao là phao hình thoi nha. Con này độ mới cao, hàng chính hãng, còn vợt, màu đỏ vợt, cực kỳ nhạt. Em rất là thích cái màu này. Cái mũ của nó là trần bông, cực kỳ ấm áp cho mùa đông năm nay. Hàng còn vợt cũng là một cái thương hiệu cực kỳ lâu đời rồi. Rồi, con này bằng cân nặng của em mặc là đẹp nhất nha. Cao trên 1m7, nặng trên 70 cân. Siêu đẹp luôn, siêu mới. Tiếp theo này, em có một con Alpha Industry. Đây, chúng ta có một sản phẩm của thằng Alpha Industry này. Con này thì... đây. Alpha Industry là một cái thương hiệu mà nó chuyên sản xuất những cái con áo bay lớp dành cho mấy cái thằng phi công của Mỹ nha mọi người. Đó. Thì đây cũng là một trong những cái con của cái thương hiệu đó. Thường những cái sản phẩm này mà trên mấy cái kênh người ta chuyên bán đồ lính, người ta phải bán rẻ nhất cũng phải trên 1 triệu một sản phẩm nha. Trên 1 triệu một sản phẩm của thằng Alpha Industry. Anh nào mà chơi đồ lính thì chắc chắn biết cái thương hiệu này. Thật sự những cái con pilot của nó rất là đẹp, rất là chất lượng. Thực sự phải nói một câu như vậy, những anh nào mà chơi đồ lính là mấy anh toàn mấy anh Google đây. Nhưng mà con này size nhỏ lắm, con này size nó bé lắm, con này nó tầm size S thôi. Con này tầm 50 cho tới 55 cân mặc cho em nha. Một sản phẩm chính hãng của thằng Alpha Industry, cổ đẹp. Con này là mũ liền nhá, anh nào mà mua về trải nghiệm đi, bởi vì bên con này bên em bán chỉ có 360.000 thôi, còn mọi người qua shop khác thì người ta bán cả tiền triệu, đôi khi không có hàng mà mua luôn ạ. Thật sự. Tiếp theo em có một con phao béo của Uniqlo phối màu, cũng là phối màu đỏ mận luôn. Con này tầm size XL, 70 cho tới 75 cân mặc cho em. 70 cho tới 75 cân nha. Em 70 thì mặc nó hơi rộng một chút thôi. 72 cân mặc nó hơi rộng một chút. Con này anh nào 75 cân, cao trên 1m7 thì hết nước chấm ạ. Con này thì nó phao lông vũ siêu nhẹ của thằng Uniqlo Nhật Bản. Độ mới thì như một chiếc áo mới rồi, không khác gì một chiếc áo mới luôn. Rất là đẹp. Rồi, sản phẩm cuối cùng mã 25.
Tiếp tục chúng ta có một sản phẩm áo bao lông vũ siêu nhẹ màu xanh rêu, độ mới như một chiếc áo mới. Con này cũng là một con sót ở cái lô hàng buổi sáng, đúng sót đúng duy nhất một con. Con này tối nay lên sale cho mọi người, bớt cho mọi người tiền ship nữa. Đây, con này phối màu xanh rêu cho mọi người luôn, 60 cho tới 68 cân, cao 1m7 đổ lại, lấy ngay con bao lông vũ siêu nhẹ này cho em, hàng của Nhật Bản. Với cái giá này mọi người mua mọi người không bao giờ lỗ được đâu, không bao giờ lỗ được, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nha. Rồi, đây là cái sản phẩm cuối cùng trong cái lô hàng này rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Em xin cảm ơn ạ.